theo các cơ quan thẩm tra của Quốc hội, Quy hoạch Điện 8 được ban hành chậm hơn 2 năm so với yêu cầu tại Nghị quyết 134/2020. Vấn đề giá điện, các cơ quan tham gia thẩm tra cho rằng cơ chế giá bán lẻ điện hiện nay chưa đồng bộ với thực tế phát triển thị trường điện, không phản ánh kịp thời chi phí nhiên liệu đầu vào cũng như khan hiếm cung cầu điện, chưa được hình thành theo từng khu vực địa lý. Một trong số những bất cập là hiện chưa có quy định về giá phân phối điện. Giá phân phối điện sẽ do nhà nước điều tiết tương tự giá truyền tải điện dựa trên nhiều yếu tố. Cơ quan chủ trì thẩm tra, Ủy ban Kinh tế đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện cơ chế điều chỉnh giá điện, có tính đến quá trình thực hiện trong thời gian vừa qua và tính phù hợp với giai đoạn sắp tới. Việc điều chỉnh giá phải bảo đảm điều hành minh bạch, không gây ảnh hưởng lớn, đột ngột và tiêu cực đến sản xuất và đời sống của người dân.